Vâng, tất nhiên là cũng sẽ có những cái khó khăn, ví dụ như là cái tuổi của mình mà nó không thể nào mà nó cái độ mật độ xương nó cũng cứng chắc hơn. Đấy, cái đáp ứng tái tạo cấu trúc nó cũng sẽ chậm hơn so với những bạn trẻ, nên là có thể cái thời gian nó không như kỳ vọng của mình. Đấy, thế nhưng mà thôi, mình cả em với anh cũng rất là kiên trì, bởi vì thực ra là nếu mà tiêu chuẩn mình xuống thêm một chút nữa thì có thể mình tháo được sớm hơn. Thế nhưng mà vẫn cứ mong muốn là làm nào cho nó hoàn hảo nhất. Đấy. Thì là sau một thời gian rồi đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cài. Thì với cái kết quả như thế này thì mình có hài lòng với kết quả mà mình điều trị không ạ? Thực ra là bác sĩ hôm nay phân tích này mình thấy là giải quyết được rất nhiều vấn đề, chứ không không chỉ vấn đề ban đầu là cái răng cửa dưới khớp khểnh, mà được giải quyết rất nhiều vấn đề. Nên là cũng thời gian dự kiến 2 năm mà mình làm đến tận 2 năm 8 tháng 9 tháng này là rất là kỹ, đến giờ phút này rất là ưng rồi. Dạ vâng, đấy. Cảm ơn bác sĩ. Vâng. Anh tên là Hưng, năm nay 40 tuổi. Anh ở Đông Anh, Hà Nội. Vì trước đây là anh thấy cái răng hàm dưới của mình nó khớp khểnh ấy, chung và thẩm mỹ thì cũng khá là xấu, mình cũng tức là tự mình cảm nhận thôi, mình cũng không hài lòng với cái tình trạng đấy của mình. Mặc dù là khi mà mình cười hoặc nói thì cũng người khác cũng không 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 khó nhận thấy, nhưng mà tự mình hàng ngày mình lúc mình soi gương hoặc là lúc mình vệ sinh răng thì mình cũng thấy không hài lòng ấy. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiến hành tháo mắc cài cho anh Hưng. Thì anh Hưng chỉnh nha bên mình cũng được hơn 2 năm rưỡi rồi. Đấy. Thì hôm nay sau một thời gian dài, tương đối dài, thì mình sẽ tiến hành tháo mắc cài. Trước khi tháo mắc cài thì mình sẽ cùng xem lại cái thay đổi của anh Hưng từ khi đến khám ở đây cho tới hiện tại nhé. Ban đầu là anh Hưng đến với bọn em là với lý do là chủ yếu là vấn đề về khớp khểnh. Chủ yếu lại khớp khểnh ở cái hàm dưới thôi, hàm trên thì cũng không có quá nhiều. Nếu mà không có cười cười lộ răng thì mình cũng không biết là mình có vấn đề. Đấy. Cái răng cửa trên nó hơi khớp khểnh nhẹ một chút thôi, nhưng nó không không phải là cái vấn đề về thẩm mỹ nhiều lắm. Đây thì trên đây là cái hình ảnh về ngoài mặt này. Thứ hai là về cái hình ảnh trong miệng, đây mình có thể thấy này, răng này. Thứ nhất là khớp khểnh ở cái mức độ tương đối là nặng với cái hàm dưới, nguyên nhân là do thiếu cái khoảng mọc của cái răng cửa dưới này. Thứ hai nữa là cái vấn đề về cắn sâu. Đấy, thì cắn rất là sâu. Đấy, cắn sâu gần như vùng răng cửa là 100% luôn. Thì cái nguyên nhân này nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do cái sự chồi của răng cửa. Đấy, sự chồi của răng cửa nó làm cái nhóm răng cửa dưới nó chồi cao lên. Thế là do nhóm răng cửa dưới chồi chứ đúng không rồi. Phải do. Thứ hai nữa là do cái sự thiếu cái sự mọc của răng hàm. Đấy, thì nó có hai cái nhóm nguyên nhân, có thể bản thân nó chỉ có thể do răng cửa mọc chồi, hoặc cũng có thể do là cái nhóm răng sau nó bị kém mọc, dẫn đến là cái chiều cao tầng mặt dưới của anh ấy, nó bị hơi đóng. Đấy. Thì trong những cái trường hợp liên quan đến xương thì nó có thể nó kết hợp cả hai cái nguyên nhân này. Đấy. Thứ hai nữa là do cái tình trạng cắn sâu nặng dẫn đến là cái nhóm răng cửa dưới của anh này nó tiếp xúc với cái mặt trong của răng cửa trên, nó mòn rất là nhiều. Đấy. Và cái tình trạng cái điểm chạm sớm nhiều của cái vùng răng cửa nó làm cho cái vùng nha chủ ở đây. Đấy, tức là nó tác bị động sưng đến cái vùng xương, đúng rồi. Nó luôn trong cái tình trạng nó bị viêm. Đấy, viêm xương rất là nhiều, rồi những cái đường viền nướng này. Thì tất nhiên là cái bệnh lý về nha chủ thì mình cũng phải điều trị riêng. Nhưng mà cái vấn đề về khớp cắn ấy, nó cũng là một cái yếu tố để góp phần gây tăng nặng cái vấn đề về nha chủ. Đấy. Mình sẽ xem là ở trong cái vùng cái nhóm răng hàm nhá. Nhóm răng hàm thì thứ nhất là cái vùng răng hàm bên này của anh thì cái vùng mọc răng 7 ấy. Cái này chụp thì nó cũng chưa được rõ lắm, nhưng mà nó bị cắn chéo hai bên, tức là răng 7 nó đi hẳn ra ngoài má, nó không có sự lồng mũi với răng 7 dưới. Đấy, thứ hai là cái kích thước dọc nó hơi kém, thì cái kích thước dọc em sẽ phải đo đạc trên phim mỹ quang. Đấy, thì nó sẽ cho ra những cái chỉ số về chiều cao mặt của anh thì nó hơi đuối một chút. Nó đuối thì rồi kết hợp với cái sự mòn răng cả răng hàm nữa về những cái đỉnh mũi thì nó dẫn đến là đây này, những vùng đỉnh mũi như này này. Đấy, thì một là do cái tình trạng cắn sâu cơ khỏe rồi, nó liên quan đến cái thói quen, ví dụ có thể mình xuất hiện nghiến răng hoặc cắn chặt hai hàm, nó đều làm giảm cái tầng dưới của mình. Đấy. Thì tuy nhiên là về cái thẩm mỹ, thì nếu nói về thẩm mỹ thì nó không phải là quá vấn đề, bởi vì khi anh cười răng cửa trên của mình không có khớp khểnh nhiều. Đấy, rồi cái nét mặt nghiêng của mình nó không quá hô. Thực ra là bên ngoài nhiều người không biết là mình có lỗi, đúng rồi. Nhiều người không hiểu tại sao mình lại đi niềng răng. Phải đi niềng răng, chính xác. Thì mình kể nhiều người thắc mắc. Vâng. Thì với cái tình trạng cắn sâu hoặc là
ốc hoành nhiều như này thì một là cái hướng dẫn răng cửa nó kém. Hướng dẫn răng cửa nó kém thì dẫn đến là cái chức năng vận động hàm dưới nó không được tốt. Thứ hai là những cái chịu lực ở những cái vùng khác nó cũng sẽ nhiều hơn. Rồi nó gây vấn đề về nha chu, vệ sinh răng miệng cũng kém hơn. Đấy, rồi thẩm mỹ cũng là một phần. Đấy. Thì trên cái phim X quang thì em đo đạc là về cái chiều trước sau của anh thì nó không có quá nhiều vấn đề, tức là xương không có quá về nặng về chiều trước sau, nhưng mà cái độ mở của cái góc mặt thì nó hơi kém này. Đấy, và cái khoảng để tạo khoảng cấy tạo khoảng sắc đều những răng hàm dưới nó cũng hơi ít. Đấy. Một cái vấn đề nữa đó là trên phim X quang thì cái tình trạng xoang hàm của anh, xoang hàm trên nó xuống hơi thấp. Đấy, thì ví dụ như là cái phác đồ của mình thì ca này thì mình không cần thiết là mình phải nhổ đến răng số 4, số 5. Đấy, nếu có răng khôn thì mình sẽ nhổ răng khôn này. Và em sẽ di xa hai hàm ra phía sau để em tạo khoảng sắp đều những cái nhóm răng phía trước. Đấy. Và tạo được những cái mục tiêu của mình là tạo về cái khớp cắn tiêu chuẩn, tức là có cái sự đồng múi của răng 6 hay răng 3 đều về hạng 1. Ví dụ như trên khớp cắn ban đầu của anh, cái băng răng bên này thì có thể tốt này về cái tiếp xúc răng 6. Đấy, thế nhưng mà ví dụ như cái răng 3 ở phía hàm dưới thì nó hơi bị nghiêng gần này. Đấy, hoặc là như bên này thì hoàn toàn răng 3 không có cái tiếp xúc hạng 1, nó hạng 3, tức là răng hàm dưới nó ngả hết ra trước. Đấy, rồi răng 6 cũng ở cái tiếp xúc hạng 3, không có cái sự lồng múi tốt. Đấy. Thì mục tiêu của mình là đưa được về tiếp khớp cắn tiêu chuẩn. Đấy, thứ hai là tăng được kích thước dọc, giải quyết cắn sâu. Đó, cung cười tiêu chuẩn. Và một cái nữa là giữ nguyên được cái nét mặt nghiêng của anh, không có làm tăng nặng cái nét mặt nghiêng, bị hô thêm hay gì cả. Đấy, thì có một cái nó hơi khó khăn trong quá trình điều trị, đó là về cái tình trạng xoang hàm trên của mình nó xuống thấp. Đấy, cái vùng xương xương ổ của mình nó hơi ít. Đấy, thì nó sẽ dẫn đến là cái cách mà đơn giản đó là em cấy mini bit để em di xa cái cung hàm đi ra phía sau, vì hàm dưới thì thuận lợi. Thế nhưng mà cái hàm trên vì nó không có xương nên cái độ lưu giữ bit nó kém. Đấy. Nên là đã phải chuyển cái phương án đó là sử dụng đeo chun để anh di xa thêm cái hàm trên. Thực ra thì mình có thể suy nghĩ là gì, hàm trên tôi không có hô, tôi không khớp cảnh, tại sao tôi phải di xa thêm? Thì do cái hàm dưới em sẽ phải đẩy ra sau để em tạo khoảng sắp đều với nhóm răng cửa, dẫn đến là để giữ được khớp hạng 1 thì em cũng phải di xa thêm hàm trên một chút nữa. Đấy, đồng thời dụng cái dục trục răng cửa của anh lên cho nó đẹp hơn. Đấy, thế là vì sao mà mình vẫn phải di xa nhẹ cái hàm trên một chút. Rồi kết hợp đó là mình sử dụng cái khí cụ Gill cũng như là hệ thống Byram để mình làm giải quyết cái cắn sâu, tăng chồi nhóm răng hàm, đồng thời đúng cái nhóm răng cửa thì cái tình trạng cắn sâu nó được cải thiện rõ rệt. Đấy, tất nhiên là do cái tình trạng mình bị mòn răng từ trước nên là cái độ bộc lộ của nhóm răng cửa nó không thể tốt như mình hiểu được. Thế nhưng mà theo tiêu chuẩn về khớp cắn thì cái độ tiếp xúc, độ che phủ răng trên với răng dưới của anh ở mức bây giờ là tiêu chuẩn rồi, tức là nó rơi vào chỉ khoảng 1 đến 1 ly rưỡi, nó gần như khoảng 1/3 thân răng. Đấy. Thì còn lại thì những cái vấn đề về khớp cắn răng 6 hay răng 3 thì em nói rồi, nó đều về cái khớp tiêu chuẩn. Đấy. Đều có cái sự lồng múi ở cái khớp răng 6 này, lồng hố múi này, hoặc là sườn gần răng nanh trên với sườn xa răng nanh dưới. Đấy, khớp cắn nhìn này này thì thấy rõ, còn tự mình nhìn thì vâng, đôi khi là mình cũng hay nhìn để ý hơn trong quá trình điều trị, nên là không có cái sự nhìn trước sau thì mình sẽ khó phát hiện hơn. Đấy, thứ hai là không có làm tăng nặng cái vấn đề về độ nhô mặt. Đấy, thậm chí cái trục răng của mình nó sẽ cải thiện hơn. Đấy, cung cười cũng thế này, cố gắng thiết kế cho anh một cung cười để cái này là cũng chưa cười, chưa hết cỡ. Thế nhưng mà nó sẽ tạo được một đường viền theo đường cong môi rưỡi. Đấy, thì trông nó cũng sẽ nam tính hơn, không bị quá tối cái cung cười. Vâng. Không nói. Vâng. Tất nhiên là cũng sẽ có những cái khó khăn, ví dụ như là cái tuổi của mình, nó không thể nào mà nó cái độ mật độ xương nó cũng cứng chắc hơn. Đấy, cái đáp ứng tái tạo cấu trúc nó cũng sẽ chậm hơn so với những bạn trẻ, nên là có thể cái thời gian nó không như kỳ vọng của mình. Đấy, thế nhưng mà thôi, mình cả em với anh cũng rất là kiên trì, bởi vì thực ra là nếu mà tiêu chuẩn mình xuống thêm một chút nữa thì có thể mình tháo được sớm hơn. Thế nhưng mà vẫn cứ mong muốn là làm nào cho nó hoàn hảo nhất. Đấy, thì là sau một thời gian rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cài thì với cái kết quả như thế này thì mình có hài lòng với kết quả mà mình điều trị không ạ? Thực ra là bác sĩ nay phân tích này mình thấy là giải quyết được rất nhiều vấn đề. Vâng. Chứ không chỉ vấn đề ban đầu là cái răng cửa dưới khớp cảnh mà giải quyết rất nhiều vấn đề, nên là cũng thời gian dự kiến 2 năm mà mình làm đến tận 2 năm 8 tháng 9 tháng này là rất là kỹ. Vâng.
Đến giờ phút này rất là hạn, rất là ưng rồi. Dạ vâng. Đấy. Cảm ơn bác sĩ. Vâng. Đấy, thì những cái này là anh về anh vệ sinh dễ dàng hơn rất nhiều này. Sau này chịu khó dùng chỉ tơ, nên nó cũng giải quyết được vấn đề viêm. Thì những cái bệnh lý về nha chu, ví dụ như là viêm lợi, thì thực ra trong quá trình điều trị ngay từ khi bắt đầu là em cũng cho điều trị về cái viêm lợi rồi. Trong quá trình điều trị là mỗi buổi hẹn là đều sẽ có cái vệ sinh các bạn. Tuy nhiên là để nó chuyên sâu hơn thì anh nên sau này tháng sau anh làm một cái điều trị về nha chu, các bác cái điều trị triệt để về viêm này, nó nạo nó sẽ kỹ hơn, nó sẽ giải quyết thêm. Đấy, chắc hoặc là sẽ phải giải quyết cái nên đấy nên nữa. Vâng. Thứ hai là ví dụ về thẩm mỹ, mà nếu mà anh muốn cái màu sắc răng nó trắng hơn thì mình có thể kết hợp tẩy trắng. Vâng. Thế còn lại về khớp cắn hay là cái đường cười, ok rồi. Đó. Thì tháo xong thì mình cũng sẽ có những cái vẫn có cái lịch hẹn tái khám định kỳ. Đấy, để có vấn đề gì là bọn em vẫn sẽ hỗ trợ anh triệt để. Vâng. Thế thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cài nhé. Mong quá. Bác sĩ cũng nói thì cũng có rất nhiều cái vấn đề mà trước đây mình không để ý nó là bệnh lý hoặc là những cái vấn đề mà không phù hợp ấy, gần mình không biết thì mình không cho nó là vấn đề, mình chỉ thấy vấn đề thẩm mỹ thôi, nhưng mà bác sĩ nói thì nó giải quyết được rất nhiều vấn đề. Thì đến hôm nay thì những vấn đề đấy là tương đối là ổn. Anh vừa tháo mắc hải xong vẫn đang lâng lâng, cảm thấy rất là thích, thay đổi khá nhiều. Mặc dù hàng ngày mình không để ý thấy, nhưng mà khi mà tháo mắc cài xong thì thấy thay đổi khá là nhiều. Các bạn mà có vấn đề thì cũng nên đi liền sớm. Đến giai đoạn ngày nay thì gần như là ai cũng sẽ quan tâm đến cái sức khỏe răng miệng, nhưng mà mình thì cũng ở cái giai đoạn mà mình cái vấn đề đấy cũng chưa phải sự quan tâm, và cái sự phát triển về nha khoa của xã hội nói chung ấy nó cũng chưa đến mức mà ở cái tuổi mình ngày bệnh đấy là mình quan tâm ấy. Thì bây giờ thì rất là nhiều người quan tâm đến vấn đề niềng răng, nên là cũng sẽ thuận lợi hơn. Anh đã chuẩn bị, anh đã nghĩ rất là nhiều, nhưng bây giờ mới được phát biểu. Anh thấy Thùy Anh là rất là chuyên nghiệp, như kiểu có một cái quy trình đón tiếp này, hoặc là quy trình chữa điều trị rất là chuyên nghiệp. Mà tức là anh cũng chỉ điều trị ở đây thôi, nhưng mà anh cũng tham khảo một số chỗ khác ấy, hoặc là đã đưa con gái làm ở một chỗ khác thì thấy là ở Thùy Anh này họ rất là chuyên nghiệp. Ví dụ như là gì, ở vấn đề theo dõi hồ sơ, có bộ phận theo dõi hồ sơ này, hẹn khách hàng này. Tức là những cái chỗ khác thì có thể người ta không gọi điện hẹn, mà mình phải tự nhớ hoặc là mình tự đến một cách tương đối thôi. Ví dụ khoảng 4 tuần hoặc bao nhiêu đấy thì lúc nào khách hàng đến thì người ta biết, nhưng mà ở Thùy Anh thì đó sẽ là chính xác bằng từng ngày. Có bộ phận theo dõi và nhắc khách hàng đến tái khám. Thứ hai là anh thấy là trước khi khám ấy, ở Thùy Anh là kiểm tra và vệ sinh răng miệng cho khách hàng thì cũng không phải chỗ nào cũng làm được như thế, rất là cẩn thận và tư vấn tỉ mỉ. À, bác sĩ, anh thấy bác sĩ này rất là giỏi, bác sĩ dịu. Mình chưa chữa trị ở những chỗ nào khác, nhưng mà mình rất là hài lòng. Thế thì nếu mà thang điểm 10 thì chỗ này chắc là 9 điểm. Chẳng thấy rất khách quan, bởi vì biết đâu có những chỗ nó cao cấp hơn chẳng hạn thì mình chưa trải nghiệm.